Thưa quý vị và bà con, cây lúa, hạt gạo bao đời nay không chỉ đơn thuần là sinh kế cho đại đa số người nông dân Việt Nam, mà còn góp phần tạo dựng cốt cách, tâm hồn, văn hóa Việt. Ngày nay thì hạt gạo Việt không chỉ mang trọng trách đảm bảo an ninh lương thực, mà còn hàm chứa nhiều giá trị, góp phần xây dựng thương hiệu nông sản Việt trên thị trường thế giới. Và khi đất nước ta đang dồn sức cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thì nông sản Việt Nam, trong đó có hạt gạo, cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn của thế giới. Điều này buộc chúng ta phải tư duy lại, tổ chức lại sản xuất để nâng tầm hạt gạo của mình, đem lại giá trị gia tăng cao nhất, để tạo ra cuộc cách mạng về chất cho lúa gạo, để thương hiệu gạo Việt Nam cũng như thương hiệu gạo của Bà Rịa Vũng Tàu vươn xa. Những người nông dân hôm nay đã biết ứng dụng công nghệ hiện đại, lựa chọn những giống lúa mới, lúa chất lượng cao đưa vào sản xuất trên đồng ruộng. Kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do với châu Âu EVFTA có hiệu lực vào tháng 8 năm 2020 đã mở rộng cửa cho sản phẩm gạo của Việt Nam. Một số dòng gạo cao cấp đang ngày càng được nhiều người tiêu dùng châu Âu quan tâm, trong đó có gạo hữu cơ nguyên cám. Các dòng gạo cao cấp này tuy thị trường hẹp nhưng giá bán cao gấp 3-4 lần, thậm chí gấp 12 lần gạo thường. Vài năm trở lại đây, ngoài các thị trường các nước châu Á như Philippines, Trung Quốc, Indonesia, sản phẩm lúa gạo của Việt Nam cũng đã xuất hiện tại nhiều hệ thống siêu thị bán lẻ hàng đầu của các nước châu Âu, đánh dấu một bước tiến quan trọng của Việt Nam kể từ sau Hiệp định Thương mại châu Âu được ký kết. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm 2023 của cả nước đạt 2,95 triệu tấn, với kim ngạch 1,56 tỷ đô la Mỹ, tăng 43,6% về khối lượng và tăng 54,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Trong cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu thì gạo thơm, gạo chất lượng cao đứng vị trí hàng đầu. Hướng tới việc sản xuất nông nghiệp từ số lượng chuyển sang chất lượng, hiện các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân sản xuất lúa gạo trên địa bàn tỉnh cũng đang nỗ lực thay đổi để sản xuất lúa chất lượng cao theo phương pháp canh tác tự nhiên, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhằm vừa nâng cao giá trị kinh tế, nâng cao giá trị cạnh tranh, vừa phát triển ngành lúa gạo theo hướng bền vững. Làm thế nào giảm được cái phân vô cơ? Như vậy là mình làm sao những cây cỏ dại bụi lùm đồ cho thông thoáng hết, thì nó hạn chế được cái sâu nó dày nó tập trung, thì lúc đó mình mới giảm được cái lượng thuốc trừ sâu để mình nhằm làm để làm sao rồi mình hòa nhập được với cái thị trường, có thể hàng hóa mình được xuất ra nước ngoài đó, vậy mới tìm được cái lợi nhuận cho nông dân của mình. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp An Chức, huyện Long Điền hiện có diện tích canh tác lúa lớn và cho năng suất cao nhất trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2020, hợp tác xã đã triển khai sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ trên diện tích 20 hectare và lựa chọn những giống lúa mới chất lượng cao đưa vào canh tác. Cùng với việc cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng lúa gạo, để xây dựng thương hiệu, chỗ đứng riêng trên thị trường, hợp tác xã khuyến khích bà con thay đổi phương thức sản xuất, trang bị những kiến thức đúng đắn nhất trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, dần hình thành cho người nông dân ý thức sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái, trách nhiệm và bền vững, nhằm tạo ra sản phẩm lúa gạo an toàn đối với sức khỏe người sản xuất cũng như người tiêu dùng. Riêng vụ lúa hè thu này, 40% đất canh tác của hợp tác xã, tức là khoảng 80 hectare, đã được xuống giống lúa Đài Thơm 8. Loại lúa cho năng suất tốt, chất lượng gạo thơm ngon đã được chứng nhận sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao. À, thưa chú Thành, đây có phải là cái diện tích mà lúa mình đang trồng cái giống Đài Thơm 8 hay không chú ha? Đây là cái diện tích để mình trồng lúa Đài Thơm 8. Vừa rồi là mình làm OCOP là cũng cái giống lúa này nè. Yeah. Nên trên cái diện tích này là hồi lúc trước là mình làm việc ghép đó. Nên hôm nay trồng nó để cho bà con ta quen cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Cái lúa Đài Thơm 8 này mình đã được đạt 4 sao OCOP. Không biết là cái chất lượng cũng như là cái giống lúa này nó có cái ưu điểm gì vượt trội so với các cái giống lúa khác mà mình canh tác trước đây ạ? Không, thì đa số những giống lúa thì nó gần giống nhau. À. Nhưng mà trong cái Đài Thơm 8 này nó có cái ưu điểm hơn á, là thị trường chấp nhận nhiều. Mình dễ bán ra. Hai nữa thì năng suất luôn luôn ổn định. Tới ba vụ là vụ nào năng suất cũng tương đối hết. Nên bà con chịu, nhưng mà đặc biệt là cái đồng đất của hợp tác xã nhất chịu giống lúa này bao nhiêu khảo nghiệm rồi, tụi này đánh giá nó rất tốt nên thành ra phải trồng trên đất này.
đặc biệt đó mình sử dụng các cái quy trình kỹ thuật nó dễ hơn, ví dụ như mình sử dụng 3 giảm 3 tăng hoặc 1,5 giảm thì nó tương đối được, ví dụ mình gieo thừa nó vẫn đẻ nhánh tốt. Rồi nó cái phần tình hình mà để nó tiêu thụ phân bón thì nó cũng nhẹ phân hơn so với những giống khác. Nên cái này nó các ưu điểm đó thì bà con ta chấp nhận. Hiện nay thì cái việc mà ứng dụng khoa học kỹ thuật cũng như là đưa cái công nghệ cao vào trong sản xuất lúa gạo thì nó sẽ góp phần tăng năng suất này, tăng chất lượng cho lúa gạo. Không biết là hiện tại thì hợp tác xã mình có ứng dụng những cái công nghệ gì trong cái quy trình sản xuất lúa gạo này ạ? Trên 90% là mình làm máy lớn, máy nhỏ. Rồi cả thu hoạch gì là kể như mình sử dụng máy móc hết. Nhưng bây giờ còn cái khâu rải phân bây giờ người ta cũng dùng máy rồi. Phun thuốc ta cũng dùng máy rồi. Cái phun thuốc tại vì nó rất nguy hiểm, nhưng mà bà con mà sử dụng thuốc diệt cỏ ban đầu thì tôi này cũng khuyến cáo là dùng máy bay nó phun nên nó ít ảnh hưởng tới cái sức khỏe bà con nông dân. Nhưng mà thật sự là rất giảm cái thuốc bảo vệ vật trên cánh đồng. Vừa rồi tôi này kết hợp với cái công ty phương Tây của thành phố Hồ Chí Minh, của quận 7 đó, thì ảnh đưa những cái thuốc, nó đúng là cái thuốc là cái nấm Trichoderma đó, để sử dụng ra trên này để phân hủy các chất bảo hữu cơ, là nó tạo điều kiện để cho cây lúa phát triển tốt. Nên là rồi, hiện tại vừa vụ đông xuân vừa rồi tụi này làm được 10 mấy hecta, tiếp tục bây giờ vẫn còn làm, nhưng mà nó lại là kích thích cho cây lúa sử dụng cái phân bón tự nhiên ở ngoài đất nhiều hơn là mình sử dụng phân bón mình đưa vô. Nên thành ra nó giảm được cái chi phí đầu tư rất cao. Đó, nên thành ra là khi mà sử dụng cái nấm Trichoderma này thì nó phân hủy luôn những cái hạt lúa cỏ. Đó, nó tại nó tiêu diệt là cái mầm đi. Nó tiêu diệt, nhưng mà mình làm phải đúng cách. Đúng cách là có đất, có nước rồi phun sao cho nó tăng được cái sinh khối của cái nấm này lên. Nên thành ra tương lai là hợp tác xã sẽ sử dụng cái này nhiều trên đại trà để nó, để cho bà con giảm bớt cái sử dụng phân bón hữu cơ. Một là không ảnh hưởng đến sức khỏe bà con nông dân, hai nữa là cái vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng gạo mình sẽ tốt hơn. Khi mà mình ứng dụng công nghệ cao vào trong sản xuất lúa gạo này thì không biết là cái công lao động cũng như là cái năng suất lúa gạo nó có tăng lên hay không ạ? Mình khi sử dụng máy móc nó giảm hết rất nhiều. Mình nói thí dụ như mình phun thuốc bằng, nếu mà lao động thủ công á thì 450-500 ngàn trên một hecta, nhưng mà phun bằng máy thì còn có 300 ngàn thôi, mà nó không ảnh hưởng gì hết. Rồi lại là khi mình xả máy cũng vậy, nó xả máy thì nó giảm tiền hơn là người ta xả thủ công, người ta mang, người ta xả lan. Nó chỉ rồi khi làm bờ bây giờ có máy nó đắp bờ luôn, một công đắp bờ bây giờ 500, máy nó chạy nó tính giờ rất rẻ, hecta như vậy là còn có mấy trăm ngàn. Còn mà nếu mình làm công thủ công mà đắp bờ, dọn bờ là phải bạc triệu. Đúng là cái xu hướng giờ là tại vì máy móc công nghệ hết rồi. Nếu mà mình không theo kịp thì không có công lao động làm đâu. Bây giờ hiện tại nếu mà cần dậm như mấy chỗ này nè, kiếm công không ra đâu. Đó, nên thành ra nó còn ít lại như vậy thì mới đáp ứng được cái sản xuất của trên đồng ruộng của mình. Thưa chú, hiện tại thì con đang biết là mình cũng có một cái vùng canh tác lúa hữu cơ. Thì không biết là cái giống gạo Đài Thơm 8 này thì có nằm trong cái khu vực mà canh tác lúa hữu cơ hay không ạ chú? Thì hiện tại sẽ làm hết cánh đồng này nè. Mình đã quy hoạch rồi là tiếp tục trồng lúa hữu cơ, chuyển dần cho bà con làm theo hướng hữu cơ trước. Thí dụ người ta có sử dụng thuốc hoặc cái gì đó có thể cách ly được trong đó để an toàn vệ sinh thực phẩm thì mình làm khuyến cáo lần lần để cho bà con quen. Cái giống này đã đạt 4 sao rồi thì không biết là mình có tiếp tục là sẽ nâng sao cho cái sản phẩm. Mình không thể dừng bước được thì cũng hy vọng là từ đây tới mà tái chứng nhận lại đó thì mình làm sao mình nâng được theo ý muốn của bà con nông dân dưới của hợp tác xã, mình sẽ nâng sao của cái sản phẩm này. Ngoài thay đổi về giống lúa thì một trong những mắt xích quan trọng trong nâng tầm cho sản phẩm lúa gạo là liên kết trong sản xuất, nhất là liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp để tạo ra chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ khép kín. Một trong những mô hình liên kết nổi bật thời gian qua là sự hình thành các liên hiệp hợp tác xã. Đây là những mô hình điểm về liên kết sản xuất lớn. Nông dân vẫn giữ đất canh tác nhưng phải tuân thủ theo kế hoạch, quy trình sản xuất của doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm chất lượng. Doanh nghiệp đảm bảo đầu ra sản phẩm và lợi nhuận cho nông dân. Nhờ đó, chất lượng lúa gạo từng bước được nâng cao, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện không chỉ của từng khu vực xuất khẩu mà còn của từng quốc gia xuất khẩu. Greenfood là sẽ là thu mua và chế biến sau, như bịch gạo đây là Greenfood sẽ thu mua và chế biến bản thân. Greenery sẽ đóng vai trò là công ty công nghệ phát triển những cái phần mềm như là truy xuất nguồn gốc, sản thương mại điện tử.
và cuối cùng riêng detail là tụi em có một cái sàn thương mại điện tử online và sẽ public, sẽ ra mắt vào khoảng tháng 8, thì sẽ là cho cơ hội cho không chỉ là riêng hàng của VinFast mà tất cả các hàng của các doanh nghiệp ở địa phương có thể lên trên cái sàn đó để bán và tiếp xúc với những khách hàng xung quanh. Theo định hướng phát triển lĩnh vực trồng trọt lúa gạo là một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có diện tích gieo trồng lúa là 20.467 ha, sản lượng khoảng 121.000 tấn. Trong đó, lúa chất lượng cao chiếm 70-75%. Đẩy mạnh phát triển sản xuất lúa gạo theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt Gap, Global Gap, nông nghiệp hữu cơ, khuyến khích phát triển sản xuất lúa gạo hữu cơ, đa dạng các sản phẩm chế biến từ gạo. Phát triển 4 vùng sản xuất trọng điểm lúa gạo tại Quyền Đất Đỏ, Long Điền, Châu Đức và Xuyên Mộc. Để sản xuất lúa gạo bền vững và nâng cao giá trị, thì vấn đề liên kết để chế biến tiêu thụ sản phẩm luôn là yếu tố cần thiết. Vì vậy, ngành nông nghiệp các địa phương cũng như các đơn vị doanh nghiệp cần có nhiều hoạt động nhằm đưa các sản phẩm lúa gạo an toàn vào hệ thống các siêu thị, cửa hàng, góp phần xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm lúa gạo Việt. Thưa quý vị và bà con, để sản xuất lúa gạo sạch, an toàn và hơn hết là sản phẩm gạo của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có chỗ đứng và sức cạnh tranh cao trên thị trường trong và ngoài nước, thì giải pháp hữu hiệu nhất chính là phải xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất lúa gạo hàng hóa có chất lượng cao và tổ chức sản xuất theo quy trình chuẩn, đồng bộ từ khâu giống, canh tác, thu hoạch, chế biến, đóng gói. Có như vậy thì mới góp phần phát triển bền vững ngành lúa Việt Nam. Và đến đây thì chuyên mục Tam Nông 4.0 do Phòng Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện xin tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.